tờ, mà từ trước rồi, tao không coi mày là bạn. Thôi, tốt nhất mày đi về đi. Mày ở đây tí nữa xem bọn tao ăn, mày lại chảy nước miếng. Đi về đi. Tốt thôi, loại bài như chúng mày không có cũng được. Quân đi. Quân đi. Ô mẹ ơi, sao nhờ bảo cơ?
giấu đi, tí nữa lại phải chơi cho nó. Nhưng mà nhìn thấy rồi. Kệ, cứ giấu đi trước đã. Hai thằng chúng mày đang ăn cái gì đấy? Đâu, bọn tao ăn cái gì đâu. Bọn tao đang ngồi chơi chuẩn bị đi về thì mày lại đến. Ơ, tao vừa nhìn thấy chúng mày ăn cái gì mà. À, cái túi này đúng không? Cái túi này bọn tao mua ở thằng Minh mà, chưa có ăn cái gì đâu. Thôi bọn tao đi về nhá, ai bảo mày đến muộn. Đi, về đi Tiến này. Hai bọn tao về đây. Thế nhá. Bye bye. Ơ, hai đứa này làm sao ấy nhỉ? Rõ ràng mình vẫn nhìn thấy bọn nó ăn cái gì cơ mà. Chắc là bọn nó giống mình ăn rồi. Mình đừng đi xem hai chúng nó nào. Ngồi xuống đây ăn tiếp đi. Này, mẹ ơi, sao mình có nhiều đồ ăn thế này? Mình không chia cho thằng Bảo. Thằng Bảo có cái gì, nó cũng chia cho mình mà. Sao mày dốt thế? Mày đi chơi với nó lắm à? Nó coi tao là bạn, tao chỉ có nó là bè thôi. Mà thằng đấy nó ngu lắm. Tao lợi dụng nó bao nhiêu lần mà nó không biết. Thằng nhằng nhọc đấy mà cũng đủ tuổi chơi với tao á. Sao chúng mày dám nói thế? Tao coi chúng mày là bạn. Sao chúng mày dám coi tao là bè? Ở đây, mày ngu thì mày chịu. Mày nghĩ mày đủ đẳng cấp để chơi với bọn tao á? Chúng mày được lắm. Có cái gì? Tao cũng chưa cho chúng mày. Thế mà chúng mày dám đối xử với tao như thế à? Từ nay không bạn bè gì hết. Không phải bây giờ, mà từ trước rồi. Tao không coi mày là bạn. Thôi, tốt nhất mày đi về đi. Mày ở đây tí nữa xem bọn tao ăn, mày lại chảy nước miếng. Đi về đi. Tốt thôi, loại bay với chúng mày không có cũng được. Cút đi. Cút đi. Mình làm như thế có đáng không mày? Quá đáng cái gì? Chơi với tao phải đủ đẳng cấp. Chơi với tao phải đủ đẳng cấp. Cái loại nhào như nó chơi làm cái gì? Ờ, thì ăn tiếp. Nay con làm sao đấy? Con xem cái gương với thằng Tiến là bạn, nhưng đó là lợi dụng con. Nó bảo con không đủ đẳng cấp chơi với nó. Không sao đâu con trai ạ. Biết sớm là cũng tốt. Bạn thì cũng có người tốt, người xấu. Con nên chọn bạn mà chơi, nhớ chưa? Vâng ạ. Thôi đi cố con đi ăn cơm đi. Vâng.